Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 164. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Độ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, trang 353. Tấn lực giả, tấn căn tăng trưởng, năng phá thân tâm chủng chủng giải đại, thành biện xuất thế chủng chủng sự nghiệp cú. Tấn căn tăng trưởng giả: tiền tuy hữu tấn căn, nhược dị hữu lực, tắc vô thỉ lai bất tu tam học, lục độ, chủng chủng giải đãi chủng tử, do năng phát sanh, đọa, xuất thế chủng chủng sự nghiệp, kim đắc tấn lực, tắc tinh tấn mạnh tướng, năng phục giải đãi ma quân, thành biện tam học, lục độ chư sự nghiệp cú. Tuyệt đại đa số các đồng tu đều đầy đủ ngũ căn, tuy có căn nhưng chẳng đắc lực. Vì sao? Đôi khi còn có khá nhiều phiền não hiện tiền, chẳng thể nghiêm túc tu học. Đó là tuy có căn nhưng chẳng có lực. Thông thường Phật môn nói là thiện căn. Người nào đó có thiện căn? Thiện căn là nói tới ngũ căn: tính, tấn, niệm, định, huệ. Tuy có thiện căn nhưng chúng ta thường thấy họ thoái chuyển. Thậm chí lúc mới học, Phật môn thường nói: bất thất sơ phát tâm thành Phật hữu dư, dũng mãnh tinh tấn, nhưng tấn chẳng được bao lâu liền giải đãi, thoái chuyển, thậm chí đọa lạc. Nguyên nhân là gì? Có căn nhưng chẳng có lực. Do vậy có thể biết, nếu căn chẳng đắc lực, chẳng thể thành tựu. Vì sao căn chẳng đắc lực? Có căn, vì sao không thể tăng trưởng trở thành ngũ lực? Có quan hệ rất lớn với duyên, chẳng gặp thiện tri thức, chẳng gặp thiện duyên. Tuy có căn, gặp các ác duyên, người ấy liền bị thoái chuyển. Phàm các duyên khiến cho đạo nghiệp bị thoái chuyển đều gọi là ác duyên. Ví như phát đại tâm, dũng mãnh tinh tấn, thậm chí xuất gia, cũng giảng kinh thuyết pháp, cuối cùng lui sụp hoàn tục kết hôn, đó là ác duyên. Gặp ác tri thức, nói chẳng dễ nghe là gặp oan gia đối đầu. Tục ngữ thường nói: chẳng phải oan gia chẳng gặp gỡ, gặp phải oan gia đối đầu. Chuyện này đã có kể từ thời Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi thời đại, mỗi xứ sở đều rất thường thấy. Chúng ta thấy rõ ràng, tuy người ấy có thiện căn, nhưng căn ấy rất mỏng manh, chẳng có sức mạnh. Trong chú giải đã định nghĩa rất rõ ràng: tam học, lục độ. Tam học là giới học, định học, huệ học.
chung cho đại thừa lẫn tiểu thừa. Lục độ là tiêu chuẩn tu hành của Bồ Tát. Nếu tam học lục độ tăng trưởng, chứng tỏ căn của người ấy có lực. Tam học lục độ không thể tăng trưởng, tức là căn ấy chẳng có lực. Tấn chỉ dạng đến chỗ này, vì trong ngũ căn có tấn, trong ngũ lực cũng có tấn. Thức Bồ Đề Phần và Bát Tánh Đạo đều có tấn, nhưng ý nghĩa khác nhau. Ở đây, tấn hiểu theo nghĩa rộng là tam học, lục độ. Tấn trong Thức Bồ Đề Phần thì phải là tinh tấn, vì Thức Bồ Đề Phần có trạch pháp, chẳng phải là nói chung chung, mà là có ý nghĩa chuyên trị. Niệm lực giả, niệm căn tăng trưởng, năng phá tà niệm, thành tựu nhất thiết xuất thế chánh niệm cú, niệm đắc lực. Nói thật ra, chúng ta thường nói là công phu thật sự đắc lực. Vì sao? Vọng niệm ít. Hiện thời chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối vọng niệm tơi bời, tức là niệm căn chẳng đắc lực. Có rất nhiều đồng tu hết sức thẳng thắn nói: tôi thật sự tin tưởng tịnh độ, nhưng vọng tưởng quá nhiều, càng niệm Phật vọng tưởng càng nhiều. Niệm nhiều năm ngần ấy dường như cũng chẳng giảm bớt. Đó là niệm căn chẳng đắc lực. Nếu niệm căn hữu lực, vọng niệm tự nhiên ít đi. Chữ tà niệm được nói ở đây chỉ vọng niệm. Chuyện này hãy nên tu theo cách nào? Nói thật ra chúng ta quá vô ý, quá sơ sót đối với xứ cảnh trước mắt, vì thế công phu chẳng sử dụng được. Ngũ căn chẳng thể nhanh chóng nâng cao thành ngũ lực. Chẳng biết sanh tử là chuyện lớn, chẳng biết vô thường nhanh chóng, chẳng biết lục đạo đáng sợ. Nếu con người có thể thường nghĩ đến những chuyện ấy, thưa cùng quý vị, mạng người quả thật hết sức mong manh. Nhất là trong xã hội hiện thời, chẳng biết tai nạn sẽ phát sanh lúc nào. Ai có thể bảo đảm năm nào cũng như ý, năm nào cũng bình an? Đó là một câu nói có ý nghĩa chúc tụng tốt lành. Ai dám bảo đảm sẽ đạt được? Xét thế gian này, quý vị xem báo chí, nhật báo mỗi ngày. Trên toàn thế giới, thời thời khắc khắc đều có tai nạn. Thế những người ngộ nạn lại nghĩ đến chính mình. Một hơi thở ra không hít vào được nữa sẽ như thế nào? Nhất là tai biến xảy ra liên tiếp như thế, chúng ta có phước báo to cỡ nào mà hồng may mắn thoát khỏi? Nếu có tâm cảnh giác như vậy, ngũ căn cũng rất dễ dàng tăng cao, có sức mạnh, niệm bèn có lực. Tấn chẳng có lực, niệm chẳng có lực, là do đối với cảnh giới trước mắt coi nhẹ, xem thường. Lời chú giải có nói: thế gian ngũ dục lục trần tà niệm do vị tận trừ, nên chánh niệm không thể hiện tiền. Niệm căn ắt phải có sức mạnh, vọng tưởng tạp niệm ít ỏi, công phu tu học của quý vị bèn đắc lực. Vì ngũ căn và ngũ lực chung cho đại thừa lẫn tiểu thừa Phật pháp, chung cho hết thảy các pháp môn. Ở đây chỉ nói một nguyên tắc. Nguyên tắc ấy dùng chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa Phật pháp. Định lực giả, định căn tăng trưởng, năng phá nhất thiết chư tạp loạn tưởng, phát khởi sự lý chư thiền định cố. Nói thật ra, niệm lực là tiền phương tiện của định lực. Trước hết, nhất định là niệm đắc lực, sau đó bèn có định. Định lực có thể phá hết thảy vọng tưởng tạp loạn, khiến cho tâm quý vị có thể đắc định. Nói theo ngũ thừa Phật pháp là tứ thiền, bát định. Nói theo nhị thừa là cửu thứ đệ định, người ấy có thể đạt được. Câu tứ thiền bát định, cửu thứ đệ định, 16 pháp thù thắng đặc biệt, vân vân, là nói về công phu thiền định. Thấu hiểu điều này chẳng khó. Trong thế gian hiện thời, phong khí học thiền rất thịnh. Nếu có người đến mời mọc, bản thân chúng ta
phải nghiêm túc phản tỉnh một phen. Chính mình có phải là căn khí học thiền hay không? Phải là căn khí như thế nào thì mới có thể học thiền? Tâm địa rất thanh tịnh, vọng tưởng tạp niệm rất ít, người ấy có thể học thiền. Nếu vọng tưởng tạp niệm rất nhiều, tâm chẳng dễ định được, thường bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Nói cách khác, quý vị học thiền chắc chắn chẳng thể thành công. Có phải là căn khí thiền hay không? Chẳng cần hỏi người khác, chính mình rất rõ ràng. Do vậy có thể biết, căn khí được nhiếp thọ bởi thiền tâm chẳng rộng lớn như tịnh tâm. Căn khí nào chẳng thể nhiếp thọ bởi thiền tâm, tịnh độ tâm sẽ có thể nhiếp thọ. Đây là chỗ đặc biệt thù thắng của tịnh độ, mà cũng là lý do khiến cho hết thảy chư Phật tán thán pháp môn này. Đạo lý ở ngay chỗ này: hữu bất minh đế lý, đảng đắc thế gian thiền, danh viết sự thiền. Người ấy chẳng hiểu nghĩa thú Phật pháp rất sâu. Vọng tưởng ít, tạp niệm ít, định do người ấy học là thiền định thế gian, là sự thiền. Sự thiền cao nhất chỉ có thể đạt đến phi tưởng, phi tưởng thiên, chẳng thoát khỏi tam giới. Nói cách khác, định của người ấy chỉ thuộc trong tứ thiền bát định, chẳng thể tiến cao hơn. Thâm minh đế lý, đắc xuất thế gian thiền, cập xuất thế thượng thượng thiền, danh viết lý thiền. Thâm minh đế lý, đế là tứ đế, tức là đạo lý trong pháp tiểu thừa. Lý là lý luận đại thừa. Phật pháp đại thừa và tiểu thừa đều được bao gồm trong hai chữ đế lý. Đắc xuất thế gian thiền, cập xuất thế thượng thượng thiền. Xuất thế gian thiền là cửu thứ đệ định của thanh văn, duyên giác. Xuất thế gian thượng thượng thiền là vô lượng tam muội, Hoa Nghiêm tam muội, Lăng Nghiêm đại định, những thứ ấy. Đó là sở chứng của chư Phật Như Lai. Danh viết lý thiện, vì thế chẳng thể không biết Phật pháp. Nếu chẳng thông đạt lý luận, đích xác là có chướng ngại. Nhất định phải hiểu lý, để hiểu lý thì phải đọc kinh. Vì thế, đọc kinh vô cùng trọng yếu. Nghiên cứu, thảo luận có thể giúp chúng ta khơi mở hậu đắc trí. Đọc kinh nhằm bồi dưỡng căn bản trí. Phải đọc tụng một thời gian dài, đọc đến mức tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác chứ không mê. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác hay lắm. Đại Thừa là giáo, chẳng phải là tiểu thừa. Vô Lượng Thọ là lý, là bản thể, tức bản thể của chân như bổn tánh. Trang nghiêm là tướng, thanh tịnh bình đẳng giác là tác dụng. Học Phật là học những điều ấy, học tâm thanh tịnh, tâm địa bình đẳng, giác chứ không mê. Vì thế bộ kinh ấy là tinh tủy của toàn thể Phật pháp. Đạt được bộ kinh này là đạt được toàn thể Phật pháp. Nay chúng ta vì sao không thể khăng khăng nhất quyết niệm bộ kinh này, vẫn cứ muốn xem thứ này, xem thứ nọ? Đó là có căn nhưng chẳng có lực, vẫn bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Truy cứu nguyên nhân thì là vì chẳng nhận biết Phật pháp rõ ràng. Nếu thật sự nhận biết rõ ràng, tâm sẽ định. Người ấy có niệm lực, có định lực, định nơi pháp môn này, chẳng bị ngoại cảnh lay chuyển. Như vậy thì chính mình mới có thể thành tựu. Chính mình không thành tựu mà muốn hóa độ chúng sanh, giúp đỡ người khác, chắc chắn chẳng thể làm được. Thác Hạ Nhất Cá Tự Chuyển Ngữ, Đọa Ngũ Bách Thế Giả Hồ Thân. Có một đồng tu hỏi: hai câu bất lạc nhân quả, bất muội nhân quả có nghĩa là gì? Đây là công án Bách Trượng Đại Sư trong Thiền Tông. Nói sai một chữ, đọa làm thân chồn quan 500 đời. Nếu chính mình chẳng khai ngộ, khó tránh nói sai. Do vậy, muốn độ người khác, phải độ chính mình trước. Độ người khác cần phải có hậu đắc trí, độ chính mình cần đến căn bản trí.
Do đó mới hiểu tầm trọng yếu của căn bản trí. Tuy có thể đồng thời dốc sức nơi căn bản trí và hậu đắc trí, nhưng có phân biệt chủ và khách, chánh và trợ. Căn bản trí là chủ tu, là chánh tu. Chúng ta chọn lựa phương pháp đọc tụng. Trong các buổi giảng, tôi thường nhắc nhở các đồng tu dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm chân thành, dùng tâm cung kính để đọc tụng. Chẳng cần cầu hiểu nghĩa, đó là cầu căn bản trí. Đọc tụng như vậy, tam học, lục độ đều ở trong đó. Toàn bộ đều bao gồm, rất trọng yếu. Nghiên cứu chú giải, đồng tham đạo hữu cùng nhau nghiên cứu thảo luận, đó là hậu đắc trí. Mỗi tuần dành ra 1-2 lần là đủ rồi. Mỗi lần là 1-2 tiếng đồng hồ. Huấn luyện căn bản trí mỗi ngày, chớ nên gián đoạn. Các đồng tu tại gia công việc rất bận bịu. Mỗi ngày tối thiểu có thời gian 1 tiếng đồng hồ để nghiêm túc thực hiện. Trong 1 giờ ấy, dùng tâm chân thành, buông hết thảy sự dụ xuống, khiến cho tâm địa thanh tịnh, bình đẳng chân thành, cung kính, dùng 1 giờ để đọc kinh. Nếu kinh niệm thuần thục, 1 giờ 1 bộ đã đủ rồi. Người xuất gia mỗi ngày tối thiểu phải niệm 2-3 tiếng trở lên. Vì quý vị xuất gia phát tâm chuyên tu, chẳng giống như những người tại gia công việc bận biểu ngần ấy. Vì thế mỗi ngày tối thiểu phải niệm từ 2 bộ đến 3 bộ. Chuyện này chẳng giống cách đọc sách trong thế gian. Sử dụng phương pháp này để tu thanh tịnh, bình đẳng, chân thành cung kính, đó gọi là tu căn bản trí. Khi niệm kinh, chớ nên giấy vọng tưởng. Hễ khởi vọng tưởng, giấy động ý niệm, câu kinh này có ý nghĩa gì? Tức là 4 điều ấy đều chẳng có. Tam học, lục độ, chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng, hoàn toàn chẳng có, sai mất rồi. Đã biến sự tu hành trong Phật Pháp thành cách đọc tụng trong thế gian, biến thành đọc sách thế gian. Do đó, nhà Phật nói đến đọc tụng, thì đó là một thứ phương pháp tu hành, hoàn toàn khác với niệm kinh thông thường. Công phu mỗi ngày đều chẳng thể gián đoạn, hành mãi như thế. Huấn luyện trong nửa năm hay 1 năm, tâm bạn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thể sanh trí huệ. Sau đấy, quý vị mới niệm câu Phật hiệu. Đó là lý niệm, chẳng phải là sự niệm. Lý niệm đắc niệm Phật tam muội, đắc nhất tâm bất loạn, so với việc chỉ hành sự trì sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Hữu tiểu thừa duyên không trực nhập, nải chí duyên nhân trực tâm chánh niệm chân như, danh viết lý thiện. Tiểu thừa đới sự kiêm tu, nải chí duyên nhân tùng hạnh thác sự phụ pháp, tam chủng quán pháp, giai sự lý kiêm tu, danh viết sự lý thiện. Chủng chủng bất nhất, cố dân chư giả, thiền vô lượng vô biên. Ở đây cũng chỉ có thể dùng phương pháp quy nạp. Quy nạp vô lượng vô biên môn thiền thành 3 loại, sự thiền, lý thiền và sự lý thiền. Trong thiền có lý và sự. Ở đây nói cũng khá dễ hiểu. Tiểu thừa chỉ thanh văn, bao gồm duyên giác. Nải chí duyên nhân là nói về Bồ Tát. Bồ Tát có thông giáo Bồ Tát, biệt giáo Bồ Tát và duyên giáo Bồ Tát. Tạng giáo là thuộc loại tiểu thừa. Dùng chữ nải chí nhằm tỉnh lược thông giáo và biệt giáo. Có thể nói, căn tánh khác nhau, phương pháp tu hành khác nhau, lý luận để căn cứ cũng khác nhau, nhưng đều gọi là lý thiện. Chúng ta có thể hiểu rõ thông đạt lý luận của Tịnh Tông, có thể đoạn nghi sanh tín, thì một câu A-di-đà Phật là lý thiện. Tịnh độ tông không gọi là thiền, mà gọi là lý trì và sự trì. Trì là trì danh niệm Phật. Thật sự đắc thiền định, chúng ta gọi nó là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là thiền định.
nhất tâm bất loạn là thiền định sâu hơn một tầng. Danh từ niệm Phật Tam Muội có hàm nghĩa hết sức rộng rãi. Sự nhất tâm, lý nhất tâm đều bao gồm trong ấy. Từ công phu thành phiến cho đến lý nhất tâm bất loạn đều gọi là niệm Phật Tam Muội. Nói công phu thành phiến, sự nhất tâm, lý nhất tâm, tức là những danh xưng chỉ công phu niệm Phật Tam Muội cạn hay sâu khác nhau. Tiểu thừa có đới sự kiêm tu, A-la-hán và Bích Chi Phật thường hiển thị phương pháp tu hành ấy. Đại thừa Bồ-Tát càng tự tại hơn, tình hình ấy càng nhiều. Tùng hạnh thác sự phụ pháp. Câu này thường được Pháp Đại thừa nói là lịch sự luyện tâm. Họ học định huệ ở chỗ nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong xử sự, đãi người tiếp vật, tu thiện, tu định, tu huệ trong ấy. Cụ thể nhất là 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, 53 vị thiện tri thức, đủ các ngành nghề, nam nữ, già trẻ, đều tu thiền định rất sâu. Nhưng họ chẳng dứt bỏ cuộc sống, cũng chẳng trở ngại sự nghiệp. Không chỉ chẳng trở ngại sự nghiệp và cuộc sống, mà còn sống mỹ mãn, sự nghiệp tăng tấn. Vì thế Đại thừa Phật Pháp, đặc biệt là Đại thừa Viên Giáo, Hoa Nghiêm là Đại thừa Viên Giáo, là phương pháp tu hành cao nhất trong Phật Pháp, hoàn toàn dung hợp thành một với cuộc sống. Sự là hết thảy các sự nghiệp trong thế gian, Pháp là Phật Pháp. Phật Pháp là hết thảy sự trong thế gian dung hợp thành một thể. Đó gọi là có Pháp nào chẳng phải là Phật Pháp. Viên nhân sở thuyết, Pháp Pháp giai như, Pháp Pháp giai thị. Chẳng có một Pháp nào không phải là Phật Pháp. Nói kiểu này, sợ mọi người hiểu lầm, biến thành ác thủ không, khuyết điểm sẽ trở thành quá lớn. Do đó, quyết định chớ nên hiểu lầm chỗ này. Pháp nào cũng đều là Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Kinh Bát Nhã đã nói một câu trọn hết. Phật Pháp là vô sở đắc, vô trí mà cũng vô đắc. Trong hết thảy các Pháp, Viên Giáo Bồ Tát biết các Pháp đều là không. Các Pháp đều vô sở đắc, nên trong hết thảy các Pháp chẳng có mảy may phân biệt, chấp trước nào. Trong hết thảy các Pháp, các Ngài hiển thị tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, chân thành đến cùng cực. Chẳng như Tiểu Thừa và Biệt Giáo Bồ Tát phải rời khỏi Pháp thì tâm mới thanh tịnh. Viên Giáo không cần rời khỏi. Vì sao không cần rời khỏi? Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, cần gì phải lìa? Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Ngay nơi bản thể chính là không, ngay nơi tướng chính là đạo. Đó là viên nhân. Viên nhân tu hành đúng là tự tại, vui sướng, vô chướng, vô ngại. Nếu chúng ta chẳng phải là hạng người căn tánh viên đúng, sẽ chẳng học được. Vì sao? Người ấy vô ngại trong cảnh giới, chúng ta chẳng phải là căn tánh ấy quyết định bị chướng ngại trong cảnh giới. Ở đây chúng ta phải tự mình nghiêm túc phản tỉnh, chúng ta là căn tánh gì, phải nên học theo tiêu chuẩn nào. Căn tánh viên đúng đương nhiên học theo tiêu chuẩn của 53 vị thiện tri thức trong kinh Hoa Nghiêm, thành tựu mau chóng. Nếu là căn tánh biệt giáo, không thể học theo tiêu chuẩn ấy, mà dùng tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn của Phạm Võng Bồ Tát Giới. Phạm Võng Bồ Tát Giới là biệt giáo, hoặc là kinh luận Duy Thức, đặc biệt là Duy Thức Luận. Thành Duy Thức Luận cũng thuộc loại biệt giáo. Vì vậy, nhất định phải nhận rõ căn tánh của chính mình, chọn lựa một phương pháp nào có lợi ích chân thật cho chính mình. Chọn sai sẽ chẳng được lợi ích. Nếu căn tánh biệt giáo mà chọn viên giáo, sẽ hết sức tệ, sẽ bị đọa lạc, sẽ tạo rất nhiều tội nghiệp. Nếu căn tánh viên giáo mà chọn pháp biệt giáo, tuy chẳng bị đọa lạc, nhưng tiến bộ rất chậm. Vì lẽ đó, chọn lựa pháp phải khế cơ,
Cơ là căn cơ của chính chúng ta. Pháp môn phù hợp căn cơ của chính mình sẽ học nhanh chóng, học rất thuận lợi. Huệ lực giả, huệ căn tăng trưởng, năng phá nhất thiết tà ngoại đẳng kiến, năng đoạn nhất thiết thiên tiểu đẳng chấp cố. Huệ căn có sức mạnh, hình dạng của nó cũng là tác dụng của nó. Nó có năng lực phân biệt tà chánh, có năng lực phá trừ chấp trước của chính mình. Nói thật ra, tu học trong Phật Pháp từ đầu tới cuối, đầu là mới phát tâm, cuối là thành Phật đạo. Tu gì? Phá chấp trước mà thôi. Do phá nhân ngã chấp, bèn chứng A-la-hán. Phá pháp ngã chấp, bèn là sơ trụ Bồ-Tát trong viên giáo. Sơ trụ Bồ-Tát trong viên giáo đã thành Phật, có thể giống như 32 ứng thân được nói trong phẩm Phổ Môn, hay chương Quán Âm Bồ-Tát Nhĩ Căn Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm. Nên dùng thân Phật để độ kẻ khác, bèn có thể hiện 32 tướng, 80 thứ hảo. Nhà thiền nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Sơ trụ Bồ Tát của viên giáo đã kiến tánh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần bổn tánh. Chỉ cần thấy một phần bổn tánh, bèn có năng lực dùng 32 tướng, có năng lực phổ môn thị hiện, giống như Quán Âm Bồ Tát. Trong hội Lăng Nghiêm, Quán Âm Bồ Tát thị hiện thân phận sơ trụ trong viên giáo. Trong kinh Hoa Nghiêm, Quán Âm Bồ Tát thị hiện đệ thất hồi hướng trong viên giáo. Trong kinh Pháp Hoa, Ngài thị hiện đẳng giác Bồ Tát của viên giáo. Có thể thấy, trong mỗi pháp hội, Bồ Tát có thân phận khác nhau. Đó là sức mạnh của huệ căn, nó khởi ra tác dụng ấy. Do vậy có thể biết, chúng ta chẳng có năng lực phân biệt hết thảy các pháp tà chánh, chẳng có năng lực đoạn phiền não, vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình, đều do huệ căn chẳng có sức mạnh. Đọc kinh nhiều, nghe giảng cũng lắm, biết có những điều này, nhưng chính mình chẳng đạt được, là vì chẳng có sức mạnh. Ắt phải có sức, tức là nói bình thường chúng ta công phu đắc lực. Khi nào công phu sẽ đắc lực? Ngũ căn đều có lực, công phu bèn đắc lực. Khi ngũ căn chẳng đắc lực, đích xác là công phu của chúng ta hời hợt. Hãy suy nghĩ, chúng ta học Phật đã lâu dường ý, có thành tựu gì? Có thể đưa một thành tích biểu khả quan hay không? Nếu chẳng đưa thành tích biểu ra được, tức là chẳng đắc lực. Công phu đắc lực sẽ có thể đưa ra thành tích biểu. Tiếp theo đây là thất Bồ Đề Phần. Đây là khoa thứ 6 trong 37 đạo phẩm. Thất Bồ Đề Phần giả, tức thất giác chi. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch nghĩa sang tiếng Hán là giác, phần là chia thành nhánh. Bảy điều được nói ở đây đều là trí huệ khởi tác dụng. Diệt diêu tiền căn lực đắc thử huệ dụng. Do vậy có thể biết, chẳng có căn và lực, thức Bồ Đề Phần tuyệt đối chẳng thể dùng được. Điều thứ nhất trong thức Bồ Đề Phần là trạch pháp. Chẳng có trí huệ, quý vị làm sao có thể chọn lựa pháp môn cho được? Chọn lựa pháp môn phải cậy vào trí huệ. Trí huệ có lớn nhỏ, cạn sâu, thiên duyên khác nhau. Quý vị quyết trạch pháp môn sẽ khác nhau. Tùy thuộc quý vị chọn lựa pháp gì trong biển cả Phật Pháp. Dị nhất niệm, nhị trạch pháp, tam tinh tấn, tứ hỷ, ngũ y, lục định, thất xã. Nhất dân, nhất trạch pháp, nhị tinh tấn, tam hỷ, tứ trừ, ngũ xã, lục định, thất niệm, kim y hậu thích. Ở đây Liên Trì Đại Sư giải thích theo thuyết sau. Hai cách nói ấy đều xuất phát từ kinh điển, thuyết sau dễ hiểu, có thể hiểu rõ dễ dàng. Thất giác tự thể, tức trạch pháp đẳng. Thử chi di dụng, dị đoạn kiến đạo chư tà kiến cú. Địa vị kiến đạo của tiểu thừa là quả tu đà hoàng, địa vị kiến đạo của đại thừa sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Cảnh giới trong kinh Kim Cang là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo,
cảnh giới trong Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng là sơ trụ trong Viên Giáo. Trong chương 25 Pháp Viên Thông của kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát biển diễn đều là sơ trụ Bồ Tát trong Viên Giáo. Quý vị biết sử dụng những pháp ấy sẽ dễ dàng chứng đắc địa vị kiến đạo. Dưới đây là giới thiệu từng điều. Trước hết là giới thiệu danh tướng thực giác chi. Giác chi giả, giác tức bồ đề, chi tức thị phần, dị phần tùy nghi nhi dụng giả. Thực giác chi còn gọi là thức bồ đề phần. Phần phần tùy nghi nhi dụng, bảy điều ấy có thể dùng riêng lẻ hoặc có thể kết hợp hai điều để dùng, cũng có thể gộp ba điều lại để dùng, tùy thuộc chính mình ở trong tình huống nào, cần dùng điều nào bèn dùng điều ấy, nhằm mục đích giúp quý vị kiến đạo, nói cách khác giúp quý vị đoạn hoặc chứng chân. Du tiền giả, du già dân, chư dĩ chứng nhập chánh dị giả, như thật giác huệ. Chư dĩ chứng nhập chánh dị giả, chánh dị tức chánh tánh. Dĩ do tiền căn lực, năng phá nhất thiết kiến chấp, bất đọa đoạn thường, giác pháp chánh tánh. Chánh tánh giả tức tứ đế như thật tánh, năng phá nhất thiết kiến chấp, nó có năng lực phá trừ những chấp trước nơi kiến giải của quý vị. Bất đọa đoạn thường, chẳng chấp trước thường kiến và đoạn kiến. Giác pháp chánh tánh. Chánh tánh là gì? Chánh tánh chính là tánh như thật của tứ đế. Đây cũng là lý luận do Đức Phật đã giảng, quý vị có thể thật sự thông đạt, hiểu rõ. Pháp tứ đế là khổ, tập, diệt đạo, là hai tầng nhân quả thế gian và xuất thế gian. Khổ và tập là nhân quả thế gian, diệt và đạo là nhân quả xuất thế gian. Quý vị thật sự thông đạt, hiểu rõ, sẽ chẳng chấp trước đoạn kiến, cũng chẳng chấp trước thượng kiến. Đoạn kiến là gì? Nêu tỷ dụ, người có kiến giải như thế này rất nhiều. Người chết thì hết thảy đều hết chuyện, chẳng tin có đời sau, chẳng tin có luân hồi, ngỡ con người chỉ có một đời này. Vì thế, vì cầu sự hưởng thụ cho chính mình trong một đời này mà chẳng e ngại chọn lựa bất cứ thủ đoạn nào, chẳng tin có đời sau. Đó gọi là đoạn kiến. Thường kiến là gì? Cho rằng người đã chết 20 năm sau lại là một trang hảo hán, cũng có nghĩa là tin rằng con người sau khi đã chết đầu thai vào đời sau vẫn là người. Chó đã chết, đời sau vẫn làm chó, vĩnh viễn chẳng biến đổi. Đó là thượng kiến. Hai thứ kiến giải ấy đều là sai lầm. Đức Phật giảng pháp tứ đế, khổ và tập là nguyên lý luân hồi trong lục đạo khắp ba đời. Người đã chết có đời sau, đời sau chẳng nhất định là người. Chó đã chết cũng có đời sau, đời sau không nhất định là chó, nó cũng có thể thành người, cũng có thể sanh lên trời. Người đã chết cũng có thể sanh lên trời, cũng có thể đọa trong ba ác đạo. Luân hồi trong lục đạo, ai làm chúa tể? Luân hồi trong lục đạo, quý vị là chúa tể của chính mình. Không chỉ là lục đạo, mà các hung quả phước chúng ta gặp gỡ trong đời này đều do chính mình làm chúa tể. Do đó vận mạng có thể sửa đổi hay không? Có thể sửa, vì là chính mình là chúa tể. Ai sửa phải do chính mình sửa. Bất luận kẻ nào cũng không có sức mạnh sửa đổi vận mạng của quý vị. Quý vị phải biết điều này. Vì sao? Vận mạng do chính quý vị tạo, vẫn phải do chính quý vị sửa. Vận mạng của quý vị chẳng do kẻ khác tạo. Nếu do kẻ khác tạo, đương nhiên người khác có thể sửa đổi. Nhưng chẳng do ai khác tạo mà do chính mình tạo. Dẫu Phật, Bồ Tát, thần thông rộng lớn cỡ nào, trí huệ viên mãn đến mấy đi nữa, vẫn chẳng thể thay đổi cho chúng ta. Cửu Kim Sơn động đất, Phật Bồ Tát cũng chẳng làm sao được. Ngày hôm qua xảy ra tai nạn phi cơ, Phật Bồ Tát có thấy hay không? Thấy. Chẳng có lẽ nào không thấy. Có cách nào sửa đổi hay không? Chẳng có cách nào. Chúng sanh có nghiệp lực của chính mình, sức mạnh gì có thể sửa đổi?
sức mạnh của chính mình có thể sửa. Phật dạy chúng ta lý luận, chân tướng sự thật ấy. Có rất nhiều người nương theo lý luận và phương pháp do Đức Phật đã giảng để sửa đổi vận mạng của chính mình. Viên Liễu Phàm đã đem chuyện của chính mình viết thành một cuốn sách nhỏ lưu thông. Mọi người đều biết. Còn có rất nhiều người chẳng biết, chẳng tuyên bố với mọi người, rất nhiều. Tôi đích thân trông thấy mười mấy người, những người ấy hãy còn sống, xác thực đã sửa đổi vận mạng của chính mình. Vì lẽ đó, quý vị phải tin tưởng. Chánh tánh được nói ở đây chính là tứ đế như thật tánh. Nói theo cách bây giờ sẽ là chân lý, sự lý thực tại. Quý vị phải tin tưởng, tức dụng thử như thật giác huệ, dĩ vi chi phần, hợp nghi tắc dụng giả. Thích hợp bèn có thể dùng, tùy thời có thể dùng nó. Tức tứ đế như thật tánh giả. Tánh tức khổ di bức bách tánh, tập di chiêu cảm tánh đẳng. Tánh là tánh chất, khổ là bức bách, thân tâm đều chẳng tự tại, thân tâm bất an, đó là khổ. Tập là mê hoặc tạo nghiệp, chính mình chiêu cảm khổ báo. Như thật tức thị sanh diệt, vô sanh vô lượng vô tác, thử tứ các xưng đương giáo chi lý. Danh viết như thật, sanh diệt, vô sanh, vô lượng, vô tác là nói tới bốn loại tứ đế, bao gồm toàn thể Phật Pháp. Thiên Thai Trí Giả Đại Sư giảng khoa tứ niệm xứ trong 37 đạo phẩm. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn câu gồm 16 chữ, tác phẩm của Ngài dày như thế. Gồm có bốn quyển để giải thích bốn câu ấy. Quyển thứ nhất trong bốn quyển nhằm giảng về sanh diệt tứ niệm xứ. Quyển thứ hai giảng về vô sanh tứ niệm xứ. Quyển thứ ba giảng về vô lượng tứ niệm xứ. Quyển thứ tư giảng về vô tác tứ niệm xứ. Bốn câu ấy là tạng thông biệt viên. Tạng giáo giảng sanh diệt, thông giáo giảng vô sanh, biệt giáo giảng vô lượng, viên giáo giảng vô tác. Do đó tứ niệm xứ thông bốn giáo. Ngũ căn ngũ lực, thức bồ đề phần, bát chánh đạo, thảy đều thông tứ giáo. Lục độ vạn hạnh cũng đều thông tứ giáo, pháp nào cũng viên thông. Không chỉ thông tứ giáo mà còn thông pháp thế gian. Nếu chẳng thông pháp thế gian, người căn cơ viên đúng làm sao có thể thác sự phụ pháp? Người căn cơ viên đúng có thể thác sự phụ pháp là do tứ giáo tứ đế đều thông với pháp thế gian. Chẳng có pháp nào không thông, pháp nào cũng viên dung. Điều này mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, nên gọi là đạo diệu. Thử tứ các xưng đương giáo chi lý. Sanh diệt gọi là lý của tạng giáo, vô sanh gọi là lý của thông giáo, vô tác gọi là lý của viên giáo, được gọi là như thật. Nhìn từ chỗ này, 37 đạo phẩm xuyên suốt hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, há có thể coi nó là pháp tiểu thừa? 37 đạo phẩm được nói trong pháp tiểu thừa là 37 đạo phẩm sanh diệt. Chư vị chứng nhập chánh vị giả, các vị Bồ Tát trong bốn giáo, bất luận chứng địa vị nào, các nguyên lý ấy đều sử dụng được. Điều các ngài ứng dụng và giáo pháp các ngài đã học quyết định tương ứng với lý luận. Tiểu thừa tương ứng với tạng giáo, đại thừa thông giáo Bồ Tát tương ứng với lý luận của thông giáo, biệt giáo Bồ Tát tương ứng với lý luận của biệt giáo. Như thật giác huệ, dụng thử di chi, cố tri căn lực ký cú. Cú là kiên cú, ngũ căn và ngũ lực khá kiên cú, hậu tu giác huệ, hợp nghi tác dụng. Khi ấy trong vô lượng pháp môn, người ấy có thể chọn lựa chắc chắn một pháp môn, nhất định thành tựu pháp môn đó. Người mới học mờ mịt pháp môn nhiều ngần ấy, chẳng biết học pháp nào mới nên, chẳng biết tu pháp nào mới tốt, vẫn là tu đến già mà vẫn chưa thể quyết trạch pháp môn, vô cùng khổ. Giống như quý vị ngồi thuyền trong biển cả, chẳng biết phương hướng, chẳng có mục tiêu,
lên đên trong biển cả, đó là chuyện khổ sở. Căn lực kiên cố có thể chọn lựa phương hướng, chọn lựa mục tiêu, có thể tính ra khi nào sẽ đạt tới mục tiêu. Y Hậu Thích Giả trong lời sớ về Thất Bồ Đề Phần đã nêu ra hai cách giải thích. Liên Trì Đại Sư chọn thuyết sau: dĩ thiên thai sở thích, ý minh hiện cố. Theo cách nói trước, pháp thứ nhất là niệm. Trong cách giảng sau, pháp thứ nhất là trạch pháp. Tông Thiên Thai sử dụng cách nói sau. Tông Hoa Nghiêm cũng dùng cách nói này. Cách nói này có ý nghĩa hết sức rõ rệt, xác đáng, lý giải dễ dàng. Hữu Hoa Nghiêm sớ, diệt dĩ trạch pháp di tự thể, dư phần di phân cố. Nói rõ, Tổ sư Tông Hoa Nghiêm và Tổ sư Tông Thiên Thai có cách nhìn nhất trí, chọn lựa cách nói theo thuyết sau. Do đó, Liên Trì Đại Sư cũng tuân theo sự quyết trạch của cổ đức, chọn lấy cách nói sau: nhất trạch pháp giả, quán chư pháp thời, thiện năng giác liễu, giảng biệt chân ngụy cú. Điều này bao hàm ý nghĩa hết sức rộng rãi. Trong nguyên tắc trạch pháp, điều rất trọng yếu là hợp nghi tác dụng. Tiêu chuẩn của sự thích hợp là phù hợp với pháp môn chính mình đang tu. Do vậy có thể biết, phạm vi của trạch pháp rất rộng. Trong cuộc sống ăn mặc đi ở trong xã hội, chúng ta chọn lựa nghề nghiệp. Đã chọn những nghề nghiệp rồi, chúng ta dùng phương pháp gì để lo liệu? Đều là trạch pháp. Không phải chỉ là chọn lựa pháp môn nào trong 8 dạng 4.000 pháp môn để tu hành. Đương nhiên đó cũng là trạch pháp. Quý vị mới biết, sau khi học Phật Pháp, đúng là học đến mức hữu dụng thì học xong bèn dùng được ngay. Học mà chẳng thể áp dụng trong cuộc sống, sở học ấy vô dụng. Chúng ta học những thứ ấy để làm gì? Chẳng có tác dụng. Học rồi lập tức sử dụng được, điều này có giá trị, có ý nghĩa. Nêu tỷ dụ để nói, nay chúng ta tu Tịnh Độ Tông. Mục tiêu gần của Tịnh Độ Tông là tâm địa thanh tịnh. Mục tiêu xa là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mục tiêu gần và mục tiêu xa tương ứng. Tâm tịnh ắt cõi nước tịnh. Trong cuộc sống, chúng ta từ sáng đến tối ăn, mặc, ở, đi lại, nếu tương ứng với tâm thanh tịnh của chúng ta, chúng ta liền chọn pháp ý. Tương ứng với tâm thanh tịnh, tương ứng với tín, nguyện, hạnh. Như vậy là chẳng sai. Bất luận trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong sự thế, quý vị liền biết chúng ta phải chọn lựa như thế nào. Đương nhiên quan trọng nhất, căn bản nhất là quyết trạch pháp môn Tịnh Độ trong 8 dạng 4.000 pháp môn. Pháp môn Tịnh Độ rất khó được. Chúng ta chọn lựa pháp môn trì danh niệm Phật, đó là pháp được chúng ta quyết trạch. Sau đấy, hết thảy trong cuộc sống đều tương ứng với pháp môn ấy, biến tất cả hết thảy các pháp đều thành tăng thượng duyên để tu tịnh nghiệp, đó là biết trạch pháp. Tôi lại nói cụ thể một chút. Trong hết thảy các pháp, đương nhiên chúng ta đặc biệt nói tới pháp thế gian, kể cả Phật pháp, nhất định phải khuất phục tham, sân, si, mạng, phiền não, vọng tưởng, tri kiến. Trong phương diện cuộc sống, vừa đúng mức bèn thôi, biết đủ thường vui. Vì sao? Tâm chúng ta mới có thể giữ gìn thanh tịnh. Nếu không, tham dục tăng trưởng, làm sao tâm quý vị có thể thanh tịnh cho được? Quyết định chớ nên để cho tham sân si mạng tăng trưởng. Những vị đại đức thời cổ, xuất gia, tại gia đã nêu gương rất nhiều. Cuộc sống của họ rất giàu có, vì sao bỏ sạch? Chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương cho chúng ta thấy. Ngài là Dương Tử, từ bỏ phú quý, phú là của cải, quý là địa vị. Chẳng cần ngôi vua, chẳng cần của cải, đến chỗ không người lui tới trong tuyết sơn để tu khổ hạnh, biết đủ thường vui. Đó là gương mẫu, khuôn phép cho chúng ta. Ở Trung Quốc, hàng xuất gia chẳng cần nói tới,
trong hàng cư sĩ tại gia có nhiều vị đem của cải của chính mình quyên tặng hết để làm chuyện từ thiện. Chính mình suốt đời sống cuộc đời kham khổ, chẳng có tâm tham. Tham là phiền não căn bản bậc nhất. Chẳng tham sẽ không ngu si, chẳng tham sẽ chẳng có tâm sân khỏe. Do tham không được nên mới sanh tâm sân khỏe. Nếu tham được sẽ không sanh sân khỏe. Vì thế người ta nghiêm túc giữ cho tâm địa thanh tịnh, dứt bỏ những ngoại duyên ấy. Vô tham, vô sân, vô si là ba thiện căn. Người ấy tu ba thiện căn, hết thảy thiện pháp thế gian và xuất thế gian đều sanh từ các căn ấy. Phước báo nhường cho chúng sanh hưởng, sung sướng lắm. Phước chẳng phải để riêng mình hưởng, mà dành cho hết thảy chúng sanh cùng chung hưởng. Giác phận, tức bồ đề phận, là trí huệ chân thực. Kẻ chẳng có trí huệ, phước báo để riêng mình hưởng, chẳng chia sẻ với người khác. Chỉ có người thật sự giác ngộ, người thật sự có trí huệ, để cho chúng sanh chung hưởng phước báo, chính mình chẳng hưởng. Vì sao? Tự và tha như một. Để cho chúng sanh hưởng mới là chính mình thật sự hưởng thụ. Phàm phu mê chấp trước, vạch giới hạn giữa chính mình và người khác. Chẳng biết tự và tha chẳng hai. Chẳng biết vạn pháp như một. Đương nhiên, đây là trí huệ cao cấp, trí huệ quá sâu. Trong tứ giáo chỉ có người căn tánh viên giáo biết, biệt giáo vẫn chưa được. Nói theo công phu đoạn chứng, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Biệt giáo là sơ địa Bồ Tát, viên giáo là sơ trụ Bồ Tát. Tuy công phu đoạn chứng như nhau, nhưng trí huệ khác nhau. Trí huệ của biệt giáo sơ địa Bồ Tát kém viên giáo sơ trụ rất xa. Do nguyên nhân nào? Người căn tánh viên giáo đại nhi hóa di, vạn vật trong trời đất và chính mình là một, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, tâm khai ý giải. Biệt giáo ít nhiều còn có chút dấu vết, chẳng thể trừ sạch. Chúng ta thường nói là tập khí chưa đoạn. Tuy chẳng có giới hạn, nhưng tập khí chưa đoạn. Kinh Kim Cang gọi giới hạn ấy là tứ tướng, tức ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, tập khí tứ tướng và tứ kiến đều chẳng có. Biệt giáo sơ địa Bồ Tát đã phá tứ tướng và tứ kiến, nhưng còn có tập khí. Do vậy có thể biết, căn tánh viên đốn đáng quý. Đương nhiên, điều này có liên quan đến sự tu trì trong nhiều đời, nhiều kiếp của chính mình. Đó là nhân. Trong một đời này, có thể thường xuyên tiếp nhận kinh điển Đại Thừa, huân tập kinh điển viên giáo. Mối quan hệ này cũng rất lớn. Đó là duyên. Kinh điển viên giáo, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là viên nhất trong các pháp viên, đốn nhất trong các pháp đốn. Quý vị thấy trong sách chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cụ đã trích dẫn sự phán giáo của cổ Đại Đức đối với kinh này. Cổ Đức nói, nếu so sánh giữa hết thảy các pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, chỉ có Hoa Nghiêm là chân thật nhất. Những kinh khác chẳng chân thật bằng Hoa Nghiêm. So sánh kinh Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ chân thật nhất, kinh Hoa Nghiêm kém hơn. Lại so sánh trong kinh Vô Lượng Thọ, 48 nguyện là chân thật nhất. Nếu so sánh mỗi điều trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 chân thật nhất. Cổ nhân đã so đi sánh lại, so sánh đến cuối cùng, nguyện thứ 18 là chân thật nhất trong các thứ chân thật. Do đó, đây là viên giáo trong viên giáo, đại thừa trong đại thừa, nhất thừa giữa nhất thừa. Thật sự chẳng dễ gì gặp gỡ. Chư vị phải biết, quý vị niệm một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, tức là niệm toàn bộ những kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trong 49 năm, chẳng sót một bộ nào. Không chỉ là các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, mà các kinh do mười phương ba đời hết thảy chư Phật đã nói, quý vị cũng đều đọc hết. Đúng như kinh Hoa Nghiêm đã nói, một tức là hết thảy. Kinh Vô Lượng Thọ là hết thảy các kinh. Hết thảy chính là một. Hết thảy các kinh quy nạp đến cuối cùng là bộ kinh này. Lũ chúng sanh chúng ta trong đời này tuy rất khổ, khổ hơn bất cứ thời đại nào.
Nhưng chúng sanh càng khổ nạn, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đặc biệt chiếu cố chúng ta, khiến cho chúng ta có thể nghe được vô thượng bảo điển viên mãn rốt ráo này. Đó là sự hiển thị thật sự Đại Từ Đại Bi của chư Phật Bồ Tát. Nếu không, làm sao chúng ta có thể gặp gỡ pháp môn này và kinh điển Tịnh Độ cho được? Làm sao có thể gặp gỡ viên mãn như vậy được? Cư sĩ Hạ Liên Cư là Phật Bồ Tát tái lai. Nếu cụ chẳng hội tập lần nữa, tu chỉnh kinh này, biên tập thành bản này, nói thật thà, chúng ta cũng chẳng muốn đọc 5 bản dịch gốc, vì các bản dịch ấy không trôi chảy, đọc rất trúc trắc. Đúng như Mai Lão Cư Sĩ đã nói, bản dịch không hay lắm. Hơn 1000 năm qua, người ta thường chẳng chuộng đọc kinh này. Mọi người niệm kinh A-di-đà, đối với kinh A-di-đà còn niệm bản dịch của Ngài Kumala-thập, chẳng niệm bản dịch của Ngài Quyền Trang. Đọc bản dịch của Ngài Quyền Trang sẽ cảm thấy có chỗ trúc trắc, chẳng lưu loát như bản dịch của Ngài La-thập. Điều này được gọi là khế cơ. Bản dịch của Ngài La-thập, khế cơ. Bản hội tập do Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư biên soạn cũng khế cơ, khiến cho Kinh Vô Lượng Thọ từ nay trở đi có thể lưu thông không trở ngại. Chúng sanh khổ nạn trong thời kỳ mạt pháp đạt được lợi ích chân thật nơi Phật Pháp. Kinh Di Đà được Liên Trì Đại Sư soạn sớ sao, Ngẫu Ích Đại Sư soạn yếu giải. Những nghĩa lý rất sâu, cảnh giới viên mãn đã bao hàm trong bộ kinh này đều được nêu rõ trước mắt chúng ta. Nay chúng ta có thể đọc, có thể cùng nhau nghiên cứu tu học. Phước báo ấy, không chỉ cổ nhân, mà thậm chí mười phương chúng sanh đều hâm mộ. Họ cầu còn không được. Pháp hội này thù thắng khôn sánh, hiếm có khôn sánh. Chúng ta hãy nên quý trọng, nghiêm túc tu học pháp môn này, quý vị sẽ có con mắt trạch pháp. Quý vị có con mắt trạch pháp thì nói cách khác, căn và lực của quý vị tự nhiên thành tựu. Quý vị chẳng có căn và lực, làm sao có thể có con mắt trạch pháp cho được? Chỉ có căn và lực kiên cố thì quý vị mới có con mắt trạch pháp. Chư vị đồng tu giảng đường thành lập đến năm nay là 10 năm. Trong 10 năm có rất nhiều vị đồng tu đã lâu vẫn nghe kinh ở đây, vẫn nghe tôi giảng cho tới hiện thời. Quý vị hãy nghĩ xem, khi nào tôi nhấn mạnh Tịnh Tông như vậy, quý vị liền hiểu rõ. Trong quá khứ, khi tôi bắt đầu đến Đại Bắc giảng kinh, có ngũ căn nhưng chẳng có ngũ lực. Dần dần có lực, nhưng lực vẫn chẳng kiên cố. Đến 2 năm nay, buông xuống hết thảy các kinh luận Đại Thừa, chuyên giảng Tịnh Độ ngũ kinh và giảng sanh luận, đó là trạch pháp. Chẳng còn bị dao động bởi những bộ đại kinh khác nữa. Quý vị mời tôi đề cử người khác. Hãy thỉnh pháp sư khác hoặc đại đức khác giảng cho quý vị, tôi chẳng giảng. Nhiều năm gần ấy, tình hình dần dần tiến bộ, các đồng tu hãy nên thể nghiệm. Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật.
nào.